Chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Thành Miên. Và hôm nay là đây là cái bản tin đầu tiên trong tuần, bản tin giá vàng đi về đâu. Và hôm nay đó là tập số 16. Ở trong cái tập này thì tôi sẽ phân tích tổng thể toàn cảnh thị trường tài chính quốc tế, từ các chỉ số chứng khoán đến một vài cặp tiền tệ tiêu biểu. Và cuối cùng như chúng ta vẫn đang kỳ vọng, đó là giá vàng đi về đâu. Rất vui được quay trở lại cùng cái bản tin ngày hôm nay. Ở tuần trước là tối thứ sáu và tôi đã không đưa cái bản tin giá vàng đi về đâu, bởi vì đó là cái tuần mà có rất nhiều các ngân hàng tạm ngưng giao dịch, tạm ngưng thanh khoản đối với lại mã giao dịch là kim loại quý là vàng. Chính vì vậy làm cho hầu hết tất cả các nhà môi giới, như chúng ta hay quen gọi, đó là gần như tất cả các sàn, nó đều giãn cái biên độ giữa giá mua và giá bán ra rất là lớn. Thường là giãn ra khoảng 2 đô giá, và có nhiều sàn nó giãn ra tận cả 6-7 đô giá. Thế vậy là trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ có cái nhìn đâu là cái sàn tuyệt vời và đâu là sàn chưa phải là nhà môi giới tuyệt vời, mà tôi hay dùng là nhà cái. Thế vậy là nói đơn giản nôm na nhỉ, cho nó dễ đi. Qua cái hành động đó chúng ta có thể biết được đâu là nhà môi giới chân chính và đâu đó là nhà cái. Thế vậy là tuần qua thì có một vài nhà cái họ làm cái biến động rất là dài. Giá đang ở quanh khoảng 1594, quanh khoảng 1594, 1596. Giá nó đổ ao một cái về 1500, và trong 1 phút đổ xuống và 1 phút đi lên. Thế vậy là nếu như mà chúng ta mà có đang duy trì các cái lệnh ở những cái đoạn quanh khoảng giá 1600 đó, thì ngay lập tức là sẽ bị cắt lỗ. Giả sử như nếu anh chị mà mua ở quanh khoảng 1600 hoặc quanh khoảng 1595-96 và đặt cắt lỗ khoảng 5 giá đi, là 1591 chẳng hạn, 1590, thì khi bị quả thao túng giá như vậy đổ ao cái xoanh về tận quanh khoảng 1500, thì lúc đấy cái lệnh cắt lỗ của chúng ta là nó sẽ gì? Nó sẽ cắt ở tận 5000-1500 cơ, chứ không phải ở 1591 nữa. Chính vì vậy qua động thái như vậy thì chúng ta biết được đâu là nhà cái và đâu là nhà môi giới chân chính. Và nếu bạn làm việc ở trên nhà môi giới chân chính thì không có cái điều đó xảy ra. Còn lại nếu như bạn đang làm việc ở trên cái sàn mà có cái động tác đó thì tôi định nghĩa đó là nhà cái. Đó là một cái hoạt động thao túng giá và nhằm giết nhà đầu tư. Chính vì thế chúng ta hãy lưu ý điều như vậy nhé. Là nhà cái là họ luôn nghĩ ra các cái chiêu trò để thịt chúng ta, thịt nhà đầu tư. Còn lại nhà môi giới thì họ thường có các động tác bảo vệ nhà đầu tư. Ví dụ như là nơi mà tôi đang làm mở tài khoản giao dịch thì họ còn khuyến cáo, họ còn gửi email thông báo là nên đứng ngoài thị trường kim loại quý, bởi vì là có nhiều ngân hàng họ tạm dừng thanh khoản, và chúng tôi hay quen gọi đó là các nhà cung cấp thanh khoản họ tạm ngừng do dịch bệnh đấy. Chính vì thế cho nên là họ còn khuyến cáo nhà đầu tư là không nên tham gia vào thị trường kim loại quý, và chính vì thế làm cho giá kim loại quý của tuần qua, của vàng tuần qua là dao động trong biên độ rất là hẹp. Nào chúng ta cùng phân tích, nhìn lên màn hình để xem là thị trường tuần này có gì tuyệt vời nhé. Nào chúng ta cùng nhìn lên. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Miên. Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Miên xin cảm ơn bạn. Trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy đây là chỉ số của đồng đô la index. Thế vậy đây là trên đồ thị D của đồng đô la index, và như tính toán của tôi lần trước là sẽ có nhịp điều chỉnh giảm về quanh ngưỡng phục hồi là 98 điểm chỉ số. Và đây quanh cái ngưỡng này thì tôi được gọi là ngưỡng này là điểm phục hồi A. Và từ A này nó sẽ có một cái nhịp mà đi lên B. Lên B này thì nó có cái ngưỡng quanh khoảng 100 điểm chỉ số. Và sau khi đến B này thì nó sẽ lại có một nhịp điều chỉnh giảm về, có thể về sâu hơn điểm A để là về điểm L1. Và từ đây bắt đầu nó lại có một nhịp tăng trưởng mới. Đấy thì đây là cái xu hướng của đồng đô la index. Mọi người nhìn ở trên màn hình thì từ điểm T1 màu trắng, T1 màu trắng trên màn hình đi xuống L1 màu trắng dưới màn hình là nó đi theo 3 điểm ABC. Đấy, cái nhịp giảm vừa rồi là nhịp A, sau đó nó sẽ có một nhịp phục hồi lên B, và sau đó nó lại có một nhịp xuống C. Làm thế nào để biết được điều này thì chúng ta phải có kiến thức thôi, đúng không ạ? Và đây nó là một quy luật trong tính toán thị trường. Thế vậy nếu như anh chị em nào mà muốn nghiên cứu sâu hơn các 3 cái quy luật giảm ABC như thế này thì mọi người hoàn toàn có thể lên trang web Ebila của tôi, trên đấy tôi hướng dẫn rất là chi tiết tỉ mỉ. Còn ở trong video này thì tôi chỉ xin phép review thị trường và đưa ra các kết quả mà tôi đã tính sẵn, chứ ở trong video này tôi không hướng dẫn cách tính. Bởi vì nếu mà hướng dẫn cách tính thì nó sẽ rất là dài, và trên này tôi chỉ đưa ra kết quả tôi đã tính sẵn rồi, và mọi người nhìn vào nó có thể áp dụng theo đó. Tốt nhất tất nhiên là anh chị em đừng tin những gì tôi nói, hãy theo dõi từ tập 1 đến tập 15 và nhìn các điểm mà tôi đưa ra trên các cái video đó, xong nhìn lại thị trường. Nếu anh chị thấy đúng thì anh chị dùng, và nếu anh chị chưa thấy đúng thì anh chị có thể tìm những nơi khác mà anh chị cho rằng là đúng hơn, được chưa ạ? Đấy, nên trải nghiệm kết quả, hãy tin ở cấp độ trải nghiệm, được chưa nào? Rồi, đây là thị trường đô la index. Thì tuần này tôi đánh giá là một tuần phục hồi của đồng đô la index nhé. Sang thị trường thứ hai đó là thị trường chỉ số Dow Jones.
thị trường chỉ số Dow Jones thì tuần này cũng là một tuần mà tôi đánh giá là thị trường phục hồi. Đây mọi người nhìn thấy điểm phục hồi đây, quanh khoảng 20.300, phục hồi lên ngưỡng khoảng 23.300. Đấy, quanh từ cái vùng này. Đấy, tôi có thể quanh cái vùng này. Đấy, quanh từ ngưỡng phục hồi từ vùng này và lên cái vùng này. Đấy, thì chỉ số Dow Jones ở tuần này là một tuần phục hồi nhá. Đấy, tuần này là một tuần tạm thời, tuần này là một tuần phục hồi. Sau đó có thể là phục hồi 1-2 ngày, sau đó nó lại vào nhịp giảm. Bởi vì chúng ta biết được rằng là cái diễn biến tình hình dịch bệnh nó còn diễn biến rất phức tạp và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin tâm lý của nhà đầu tư và làm cho thị trường cổ phiếu nói chung và đại diện chỉ số Dow Jones ở đây nó sẽ chưa có đà tăng trưởng lại đâu, mà đây nó chỉ là phục hồi thôi. Phục hồi do một lượng nhà đầu tư bắt đáy ở cái nhịp thấp và đến cái điểm ngưỡng kỹ thuật ở đây đó là 23.300 như chúng ta nhìn thấy trên màn hình đây, thì cái chỗ này đó là một vùng kháng cự mạnh và theo tính toán của tôi thì đến đây nó lại có cái đà giảm tiếp, đà giảm trở lại ở quanh cái ngưỡng này. Đấy. Đấy chưa? Quanh ngưỡng này. Rồi, tiếp theo sang đến thị trường thứ hai mọi người cũng hay quan tâm ở gần đây, đó là thị trường giá dầu. Giá dầu như trước những cái bản tin trước của tôi đó. Đối với giá dầu, những ở bản tin trước thì tôi cũng đã chia sẻ với mọi người rằng cái điểm cao nhất phục hồi có thể đó là 31 đô một thùng đến 34 đô một thùng, 33,8 đô một thùng, và từ đó nó sẽ lại có nhịp giảm tiếp. Thì tuần qua nó chỉ phục hồi được quanh khoảng 28-29 đô thôi và sau đó nó lại có nhịp giảm tiếp làm cho giá xăng, giá dầu trong nước giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Nếu anh chị em quan tâm thì thấy giá xăng và giá dầu những cái nhịp gần đây điều chỉnh rất là mạnh. Ở trong nước thì giá dầu và giá xăng điều chỉnh theo chu kỳ là 15 ngày điều chỉnh giá một lần, còn ở trên thị trường quốc tế thì nó dao động giá theo giờ, theo phút, cho nên là ở trong nước nó có điều chỉnh chậm hơn, anh em hãy lưu ý điều như vậy. Đấy, theo quy định của chúng ta như thế. Tiếp theo nữa đó là sang các cái mã tiền. Tiếp theo đây là chúng ta sẽ phân tích một vài cái cặp tiền chủ đạo, bởi vì là cái giá vàng lát nữa sẽ ở cuối bản tin chúng ta sẽ xem thị trường nó như nào. Và tuần qua thì tôi luôn nhắn nhủ với anh em rằng là nên đứng ngoài thị trường kim loại quý, bởi vì là cái giãn cách biên độ giữa mua và bán nó rất lớn và làm cho chúng ta sẽ khó mà kiếm được lợi nhuận, và chúng ta sẽ nên tập trung vào một vài cái mã, đó là một là chỉ số Dow Jones nếu như anh chị em nào mà đầu cơ bán khống, tìm các điểm bán khống. Hai là một vài cái cặp tiền chính để chúng ta có thể kiếm lợi nhuận ở trong tuần này nhé. Và đại diện ở đây mọi người nhìn trên màn hình đây, ở đây đó là cặp GU. Đấy, cặp GU này thì như cái buổi tối hôm qua tôi live stream ở trên Facebook thì tôi có chia sẻ rằng là từ cái điểm quanh khoảng 1.255 này thì nó sẽ có một nhịp giảm điều chỉnh về cái khu vực 1.222, và đến cái khu vực 1.222 này thì đây là cái chỗ cho chúng ta chờ mua lên. Đấy, đây là cái chỗ cho chúng ta chờ mua lên. Thì cái nhịp mua lên này thì nó sẽ quay lại đầu tiên là cái nhịp 1.255, sau đó nó có thể lên test lại cái vùng đỉnh ở phía trên này nữa. Thì cái điểm của đối với lại GU cơ hội của tuần này đó là chờ mua ở quanh khu vực 1.22. Tương tự như vậy, cái Euro thì chúng ta được biết là đây là cái cặp tỷ giá giữa đồng Euro và đồng đô. Như chúng ta lúc nãy quan sát là tỷ giá cặp đô, đồng đô là đang có xu hướng đi lên, phục hồi lên. Thế vậy chính là cái cặp khi đô phục hồi đi lên này thì làm cho đồng Euro là sẽ có nhịp đi xuống. Và cái vùng xuống kỳ vọng tôi tính ở đây là 1.096 và tới đây 1.089. Cái vùng này thì đến cái đoạn đó thì chúng ta lại có cơ hội là chờ mua lên. Đây, cái khu vực này là chờ mua lên. Đấy, chờ khu vực này chờ mua lên. Đến cái khu vực này, đồng Euro, Euro tôi viết cái chữ EU viết tắt ở đây nhá. Euro, EU, đấy chưa? Đấy, viết tắt ở đây thì để cho mọi người nhìn nó dễ. Đây, cho to lên tí. Đây, thế vậy là cái đoạn mà giảm từ 1.18 này giảm xuống thì tương ứng với đó là cái nhịp mà đồng chỉ số đồng USD index này tăng lên B, và khi đô index này giảm từ B về C thì lúc này là lúc mà cặp EU tăng trưởng từ đây tăng trở lên. Và chúng ta được biết rằng là cái khu vực quanh khu vực dưới này là cái khu vực thấp điểm rất là lâu rồi của đồng Euro, đồng Euro. Đấy, thế vậy là cái khu vực này tôi vẫn nói với nhà đầu tư rằng là cái khu vực này là khu vực mà cho chúng ta chờ điểm mua, có thể mua dài được. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái điểm này điểm rất là thấp điểm trong nhiều năm. Đó, thế vậy là đây là cái vùng mà chúng ta cho chúng ta có thể tìm được điểm mua dài nhá. Đấy, đây là đối với đồng EU. Tương tự với nó là đồng GB, GG, đồng bảng với lại so cặp tỷ giá giữa bảng với lại cả đồng yên. Thì buổi tối hôm qua live stream tôi có phân tích rằng là chúng ta chờ về cái khu vực này 1.132.0 này thì là chờ cơ hội mua lên, và bây giờ là giá nó đang chuyển động gần tới rồi. Hãy đến đoạn này chúng ta chờ nhá. Đấy, gần tới rồi, và cái mục tiêu hướng tới là 1.137. Đấy chưa? Đấy, thế vậy là lúc nãy giờ chúng ta đã đi qua thị trường là chỉ số đồng đô la index, chỉ số đồng Dow, chỉ số của Dow Jones và chỉ số của đồng
bảng so với đô, chỉ số đồng euro so với đô, và chúng ta vừa mới nghiên cứu xem là xong là đồng bảng so với yên. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại thị trường kim loại quý là giá vàng. Thế vậy giá vàng đi về đâu? Nào chúng ta cùng nhìn lên màn hình nhé. Đây, ở những cái bản tin trước, ở các tập 15, 14 thì chúng ta đã được biết là cái xu hướng của nó đây rồi. Từ cái gốc này là 1.160 và đang tăng trưởng đi lên. Và đến đỉnh T1 nó là ở quanh ngưỡng là 1.689. Đấy, và sau đó nó có nhịp giảm về A lớn. Và bây giờ từ A lớn nó đang đi lên thằng B lớn. Nếu như anh chị em nào mà quan sát video này lần đầu tiên thì có thể tìm ở trên kênh YouTube của Phạm Thành Biên xem lại tập 15, 14, 13. Ít nhất là các anh chị xem 3 tập gần đây nhất, sau đó quay trở lại xem tập 16 này, thì mọi người có cái nhìn xuyên suốt, logic và toàn cảnh hơn. Rồi, từ cái đoạn mà ở những cái bản tin trước tôi phân tích là từ A này đi lên B thì bây giờ nó đang đi được một nhịp rồi. Thông thường từ A lên B là thông thường là nó đi 3 nhịp nhá. Thế vậy là đây được nhịp đầu tiên lên quanh khoảng 1.638. Thì quanh khu vực này nó sẽ có một nhịp giảm về quanh ngưỡng là 1.567. Xong từ đây bắt đầu nó lại có một nhịp đi lên đến trên thằng B này. Và sau khi kết thúc thằng B trắng này ở đâu thì nó sẽ có một nhịp giảm tiếp để về thằng C này. Đấy, thế đặc trưng của anh này là như vậy. Thế vậy là cái khu vực quanh khu vực B này nó sẽ diễn ra dạng dao động đi ngang. Đấy, hay là sideways. Đây là khu vực tích lũy. Bởi vì từ thằng A lớn này lên thằng B lớn này là nó đi 3 nhịp. Nhớ nhá, nó đi 3 nhịp nhá. Nó đi 3 nhịp. Ok. Đấy, nó đi ít nhất là 3 nhịp. Đấy, thế vậy là chúng ta hãy cùng quan sát lên đây. Thế vậy là ở tuần tới này là cái tuần mà có biên độ dao động từ quanh khoảng 1.640 về quanh khoảng 1.667, quanh cái ngưỡng này. Và tôi tính toán rằng là ở tuần này chúng ta cũng chưa nên vào thị trường kim loại quý là vàng. Bởi vì là cái hệ thống thanh khoản, các nhà cung cấp thanh khoản họ vẫn đang tạm dừng. Cho nên là ít nhất là phải hết tuần này chúng ta mới nên quay trở lại. Mọi người nên bấm subscribe kênh của tôi để cập nhật các bản tin, các cái tập tiếp theo. Và nếu như anh chị em nào muốn nhận được nhiều tin hơn thì có thể tìm xuống phần mô tả của video này. Tìm ở dưới đấy có rất nhiều đường link đăng ký để join vào nhóm. Thì khi vào nhóm thì mọi người sẽ nhận được các cái thông báo của tôi hàng ngày ở trên nhóm đó. Phạm Thành Biên rất vui được chia sẻ với quý anh chị nhà đầu tư các cái diễn biến của thị trường tài chính quốc tế trong tuần qua và xu hướng của tuần này như thế nào. Chúc cả nhà một tuần mới nhiều sức khỏe. Chúc cả nhà một tuần mới kiếm được thật nhiều tiền. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các cái bản tin video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.